hơi bị nhiệt. Dạ không, dạ được, được, được. Đúng rồi, nhà nó là không biết rồi, không biết rồi, không biết rồi. Bóng cho tao cũng có vẻ. Đi phải tới được bên này. Đúng rồi cháu, đúng rồi, đưa chụp vô trang lại xíu. Thank you.
Tôi đầy đầy các bé xin chân thành kính mời và con giáo của những người hoàng tất cả những người trong gia đình dễ đến trước linh cữu của em làm lễ phụng khen. Chú em Nguyễn Huy Hoàng, tôi đề nghị tăng lễ. Đầu tiên xin chân thành kính mời tam bông ra phía trước, kính mời bà con người ngoài, thân bạn quyến thuộc, thông chuyên gia, quý vị thân khách gần xa, tình làm lễ xóm đến thăm hỏi, chia buồn, động viên của phong điếu em. Xin chân thành kính mời bà con chúng ta đến dậy. Trước khi bà con chúng ta đến dậy, dành riêng đôi phút thiên lặng ngã nóng bụng xuống ông. Có nghĩa rằng sống tạm lắng thời gian rồi rồi với lời chắc sáng thuyền đi về đến dị lộ. Đã đi sang sang với hai câu người dưỡng thế rời chắc cũng đỏ. Đỏ anh yêu dùng dạng trăng tiếng tức dục của tử thần mà em phải đành ra đây một buổi trưa mùa xuống vô cùng một buồn thở. Em chỉ hiểu lòng thú lời lên ngủi rồi rồi nhắm mắt xuyên tay ý chí chắc ngủ nhìn thô chào đồng biệt. Từ đây bà con em anh chị em ôi nhà hát trước em là người chủ cột của gia đình để lâu khi chủ ông bà ngày hôm nay em sẽ theo về chủ ông bà về vị tổ cái chủ này làm sao người con yêu của anh của thọ lộc người con muốn nắm sống trà mở mở vẫn còn không có giờ này trước cái chủ này cứ làm này thành phục xin trang trải đã mời bà con chúng ta.